Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Địch. Bình luận viên Tào Lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân bóng làng quê của huyện Chợ Mới của Đại Lâm Hoàng, sân của Tấn Lộng, ấp Long Phú, xã An Thành Trung, Chợ Mới An Giang. Sân này thật sự từ trước tới giờ nghe cái tên rất lạ lạ, quanh toàn là bịch không à. Giống như bịch mè, bịch sữa các bạn, bịch bịch không, ghê quá. Bà xã các bạn vô, dứt cái này. Mùa dịch Covid rồi các bạn ơi, sức khỏe là chính các bạn ơi. Xin lỗi các bạn, ngợp quá các bạn ơi. Đây khẩu trang ngợp quá. Bảo vệ giùm. Rồi quên đi. Quan trọng nha, cái cây gãy cái hết là bằng. Đúng rồi. Trời ơi, không có đập rồi. Coi chuyện coi sao. Thôi mày. Nhỏ thôi không phải chân chu đâu. Đúng rồi, chân đi. Thôi. Trời ơi, thằng kia nó nhảy cao quá, chứ banh chỉ động me cũng chung tay nữa hả? Trời ơi, chứ banh chỉ động me cũng chung tay mà, để tin. 1-0, che thằng thằng Thạch vô đây. Qua trái bước đây. Rồi, đứng đi. Bảo đỡ qua phải nha. Rồi, vô đây, trời ơi, trời đâu vậy? Trời ơi, ăn ai mà làm dữ. Trời ơi, trời đùa. Thôi trời, 1-0. 1-0 ha, rồi. Ai đâu? Giơ tay lên mình giúp chơi kìa. Ừ. Không hỏi hoài. Trời ơi. Quá đẹp. Trời làm khói cơm. Nó ngồi chuyện luôn. Đại Lâm ói cơm. Đừng đi, ba bốn. Cô tôi nhìn nó kỹ mà. Đi nhờ có giỏ chứ không có giỏ là rớt khỏi luôn rồi. Chỉnh lại cây nó mới gió nó mới ngã nè. Cái gì? Rồi rồi các bạn uống bánh mà ngã thì khỏi luôn các bạn ơi. Rồi được rồi, đừng chỉnh đi, tôi chỉnh cho ông đừng chơi. Thật sự quá khổ các bạn ơi.
Đạp cái gì mà đạp, để đi. Đâm đâu? Ở đây. Lâu lâu về quê mấy trẻ nó tiến bộ quá các bạn ơi. 6 năm. Tiến bộ lưới cho nó mà nó bắt thôi sao giờ? Bảy sao? Bành lưới mà. Bảy sao? Hỏi. Rồi. Từ từ. Nó càng quên. Mày kia gốc cây hay gì kia dữ à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì vậy trời. Má gõ dưới chạy gõ như hơn ở ngoài luôn á, vô hàng hối cơm khai một thôi 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 chung cho mọi người khai một đi. Mỗi cơm, đây là mỗi cơm. Nè, thủ là một, ba một. Tao biết ở đâu đâu vậy? Nghe cha tao biết cái nào nữa. Con thằng Bông là bính độ rồi á. Chứ nào? Tú là béo á. Tú hả? Ừ. Bính không đó còn gặp. Thằng này nó kêu Đại Lâm sạch mà nó nhung quá các bạn ơi. Này phụ Mỹ với Thanh á, quận 5 á, nhung quá. Nhung gì mà ghê quá. Trời ơi, nó không cho mình chơi Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn mà nó chơi nhung gì không chết rồi. Ôi cơm.